Thưa quý vị, theo Công an thành phố Thủ Dầu Một Bình Dương, có hàng chục chiếc xe mô tô được các đối tượng thay đổi kết cấu, hình dáng nhằm mục đích đua xe trái phép đã bị lực lượng cảnh sát giao thông, Công an thành phố Thủ Dầu Một bắt giữ để điều tra làm rõ. Vào 2 giờ ngày 2 tháng 5, Tổ tuần tra kiểm soát của đội cảnh sát giao thông Công an thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương nhận được tin báo của người dân về việc có một nhóm thanh niên khoảng 100 người đang tụ tập có biểu hiện nẹt bô, lạng lách, đánh võng và tổ chức đua xe trái phép trên đường Võ Văn Kiệt, đoạn qua phường Đình Hòa, thành phố Thủ Dầu Một. Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát giao thông đã nhanh chóng triển khai lực lượng. Đám đông thanh niên tụ tập bỏ chạy tán loạn, nhiều quái xe vứt xe để kịp chạy thoát thân. Tại hiện trường, lực lượng công an đã lập biên bản tạm giữ 7 xe mô tô và 5 đối tượng tham gia tụ tập chạy xe thành đoàn tốc độ cao, nẹt bô, làng lách, đánh võng, gây mất trật tự an toàn giao thông. Qua kiểm tra, hầu hết các xe mô tô đều được các đối tượng thay đổi hình dáng, kết cấu xe, đồ chế thêm các phụ tùng để phục vụ cho mục đích đua xe trái phép.